Xin chào các bạn. Hôm trước ấy, mình có tỉa cái cây hồng cổ Sapa, mình có cắt ít cành thì mình vào dâm các bạn. Nên thì hôm nay được khoảng 3 tuần rồi các bạn, hơn 3 tuần rồi. Mình làm cái video chia sẻ cái kinh nghiệm dâm cành hoa hồng của mình cho các bạn cùng xem. Đây, các bạn nhìn cành không? Mầm lên rất là đẹp các bạn nhé. Nhìn các bạn này, các bạn để ý nhé. Gốc này các bạn này, ở phần gốc của nó đen xì này các bạn này. Này, các bạn nhé, được 3 tuần rồi mà nó lên mầm dài này các bạn nhé. Chưa chắc, vẫn tỷ lệ sống vẫn chưa chắc đâu các bạn. Bắt buộc nó phải ra rễ các bạn. Đây, nhưng mấy hôm của mình vừa rồi mưa nhiều quá các bạn này. Cây này của mình rất là phí này, nó ra rễ này các bạn. Đây, rễ rất là đẹp mà vẫn chết. Cái này do mấy hôm vừa rồi của mình mưa nhiều quá các bạn. Mình đang mùa xuân các bạn, nó mưa liên tục. Thế là mình cái cây này mình để bên ngoài mưa các bạn. Ngoài gốc cây nó vẫn bị mưa, nước mưa nhiều quá các bạn. Dẫn đến nó thối này các bạn này. Rất là phí. Cái này mà để trong nhà thì để trong mái che các bạn thì sống tỷ lệ sống cao hơn. Đây, mấy cái cành này thì sống rồi các bạn nhìn này. Ra mầm rất đẹp, hơn 3 tuần rồi các bạn nhé. Hơn 3 tuần rồi mà mầm bắt đầu lên ấy thì tỷ lệ sống cực kỳ cao các bạn ơi. Đây. Cái cành này cũng hơi phí các bạn. Đây. Mầm lên khá dài rồi vẫn chết bình thường các bạn. Để mình nhổ lên cho các bạn xem. Nó mà cứ đen này đoạn gốc là 100% chết các bạn. Đây. Đây các bạn nhé, cái mầm nó ăn chất dinh dưỡng từ cái cành các bạn ạ. Nó cứ hết chất dinh dưỡng ở cành, bắt đầu nó héo dần rồi nó chết thôi. Bắt buộc nó phải ra rễ thì cây mới sống được các bạn. Đây, mấy cái cây này của mình chắc là sống rồi. Đang ra mầm rất là đẹp các bạn. Tại vì hôm mấy hôm vừa rồi cho mình mưa các bạn, mình không để ý. Mình cứ chỗ vất ở xó vườn các bạn, nó bị mưa nhiều quá, thế là nó thối nhiều quá. Đây, các bạn nhìn này, cành này rất là đẹp này, mầm rất đẹp. Cái cây này sống rồi các bạn. Hơn 3 tuần mà nó ra mầm dài các bạn. Đây này, cây này các bạn nhìn này, cái chậu kia thì không nhìn thấy dễ, nhưng cái chậu này này các bạn này, các bạn nhìn thấy dễ trắng không? Này, dễ rất là dài này, rất là nhiều dễ luôn. Cái chậu này nó có màu các bạn không nhìn thấy, còn cái chậu này mình trồng ở trong cái này là đợt trước mình mua cháo về, xong mình lấy cái chậu này, mình lấy cái này mình dâm cành vào đây lên này. Cái này sắp trồng rồi các bạn. Sắp trồng, mang ra đất trồng được rồi. Tỷ lệ là khá cao các bạn. Phí quá. Phí cái cành nó ra mầm dài các bạn này. Phí. Ra mầm dài này, dễ dài này mà vẫn bị thối, hơi tiếc. Nên do mình không để ý thôi các bạn. Mấy hôm mưa nhiều các bạn, nếu mà bạn dâm cành nhé, nếu mà mưa nhiều quá thì các bạn nên cho vào trong nhà, chỗ hiên có cái mái che các bạn. Nó bớt nước đi các bạn. Nước nhiều quá cũng rất là dễ thối. Chỗ này của mình mười mấy cành ấy, 12 cành thì chết mất 2 cành. Còn những cái cành kia thì đang lên, nó chưa ra rễ hẳn các bạn. Bắt đầu cũng phải 4 tuần, hơn 4 tuần bắt đầu mình mới cho ra đất mình trồng. Đây. Đây các bạn nhé. Cái này hôm trước Tết đây. Mình có chiết các bạn. Mình lười, mình không quấn đàng hoàng, mình lấy cái túi bóng mình quặn luôn các bạn. Đây. Có cái cành này các bạn. Có cái cành này hôm trước mình khoanh nhá. Mình khoanh vỏ ra để một tuần sau mình để mình chiết cơ. Để mình quấn cái giá thể vào ấy, nhưng mình quên mất. Đây. Mình cho các bạn xem cái cành mình chiết đây này. Mình lấy cái túi bóng mình buộc vào luôn chứ mình không quấn đàng hoàng. Đây này. Quả này. Mầm lên rất là đẹp. Mình chiết được khoảng hơn 2 tuần rồi các bạn. Chắc là bên trong giờ nó đang ra rễ rồi. Bắt đầu phun rễ đây các bạn. Để mình mở cho các bạn xem. Đây. Mình thấy chiết cành cực kỳ đơn giản các bạn, không có gì đặc biệt. Chỉ có đủ ẩm để cho nó phát triển rễ là nó ra rễ thôi, chứ chả có gì đặc biệt đâu các bạn. Cái này của mình là dớn các bạn nhé. Các bạn có thể dùng rễ bèo xử lý cũng được. Mình đây mình chơi lan các bạn, đây có dớn. Cái dớn này cũng rất là hay các bạn nhé, giữ ẩm cực kỳ tốt. Để mình bới cho các bạn xem. À đây, dễ. Dễ bắt đầu ra các bạn, dễ dài chưa? Gần 3 tuần rồi. Đấy. Đây cho bạn các bạn này. Chỗ này để mình bới bên trong một tí ra. Này, rễ rất là dài. Chỗ này đây các bạn ơi. Nên nó phun rễ trắng này. Chỗ này chỉ 1-2 tuần nữa là đầy rễ các bạn. Mình sẽ cắt mình trồng. Đây. Hôm trước mình cắt cùng mình khoanh cùng mấy cái cành này các bạn, nhưng cành này để trên thì mình quên mất. Tiện giờ mình cắt mình dâm luôn. Tiu. Cây hồng Sapa của mình.
cây kim tiền. Các bạn mà dâm các bạn cắt bớt lá này các bạn nhá, để 1-2 lá này các bạn, đừng để nhiều lá gì. Dễ, rất là dễ mất nước. Đợi. Đây mình sẽ tỉa cắt hết lá này các bạn. Cái cành này của mình đúng ra là chiết tỉ lệ sống cao hơn các bạn, tại vì cành này nó to rồi. Tỉ lệ dâm cành nó sẽ không cao hơn các bạn. Mình dâm cành nhiều các bạn nhé, mình chỉ dâm những cành nhỏ nhỏ đây. Cành càng to thì càng khó ra rễ các bạn. Đây này. Kể cả cành này vậy. Cái này đúng ra là chiết đẹp hơn các bạn. Hôm nay tiện mình ít cát thì mình dâm luôn vào cát các bạn nhé. Mình dâm hoàn toàn, mình dâm vào cát hết các bạn nhé. Cát của mình dâm là cát đen các bạn nhé. Cát đen chứ không phải cát vàng hay cát gì đâu. Đây, mình sẽ cắt hết lá đấy các bạn. Các bạn dâm, các bạn cứ dâm cái cành nhỏ nhỏ như cái mấy cái trong kia mình dâm kìa, thì tỷ lệ nó ra rễ nó cao hơn các bạn. Còn cành to này mình không chắc tỷ lệ sống nó cao đâu. Cành này hơi già mà ghép à, chiết thì đẹp hơn, chứ dâm cành thì mình chưa chắc đã sống được. Đây, đây, đây cát của mình các bạn. Cát đen. Này. Các bạn nhé, cát giữ ẩm rất là tốt mà nó thoát nước rất là nhanh. Không ít khi, trừ khi mưa, nó khoảng mưa một tuần rồi nó mới sợ ẩm, chứ còn nó thoát nước cực kỳ tốt. Mà hoa hồng dâm cành ấy các bạn, điều quan trọng nhất là giữ ẩm tốt, chứ không cần, nó chỉ cần ẩm thôi nhé, không cần ướt. Ướt quá nó thì nó thối, mà khô quá thì nó không ra rễ. Ẩm là tốt nhất. Mình dâm, mình toàn dâm vào cát thôi. Mình đã dâm nhiều thứ rồi các bạn. Mình dâm vào đất này, dâm vào, cắm vào củ khoai tây, cắm vào nha đam này. Tất cả đều hỏng hết các bạn. Thua hết cát. Cát vẫn là số 1. Đây, mình sẽ cắt tỉa bớt lá này, chỉ để 1-2 lá này. Cái này khoảng 3 tuần, 4 tuần nó lên thì tốt. Cành này nó lên sống cực kỳ nhanh các bạn. Cành càng to nhá, dâm càng khó, nhưng mà một khi nó sống thì nó mọc lên rất là nhanh. Còn những cái cành bé bé kia kìa, trồng cực kỳ lâu mới được một cây đẹp các bạn. Thời gian một tí bằng năm các bạn, 1-2 năm. Đây, tí mình quay cho các bạn xem mấy cái cành trước mình dâm. Rất là lâu các bạn. Đây. Mình quay các bạn mấy cái cây trước mình dâm cành. Đây. Cây này là nửa năm rồi các bạn, 6 tháng rồi đấy, nó mới được cái này đấy. Cực kỳ lâu các bạn nhé. Trồng được một cây hồng từ cái cành dâm không dễ một tí nào. Cái này phải hơn 6 tháng rồi đấy các bạn ạ, nó mới được cái cây như này đấy. Nè. Từ một cái cành nhỏ nhỏ các bạn, đây là bắt đầu đâm rất nhiều mầm. Một khi nó đã lên như này nhiều các bạn nhé, thì nó phát triển rất là nhanh. Còn từ cái giai đoạn mình dâm cành, mình trồng ra đất ấy, nó phát triển cực kỳ lâu. Nhưng nó đã ra rễ nhiều ấy, mới bảo nó phát triển thì nó rất là nhanh. Đây, từ giai đoạn này trở đi là mọc rất là nhanh các bạn nhé. Còn từ khi mình trồng dâm cát hay mình trồng ra đất ấy, nó sống, nó phát triển cực kỳ chậm luôn các bạn. Thế nên trồng được một cây hoa hồng đẹp rất là mất thời gian các bạn. Cắt tỉa bớt những cái cành tăm đi các bạn. Những cái tăm này, nó cũng vẫn sống, nhưng mà về sau nó ra hoa cực kỳ nhỏ mà xấu các bạn. Đây. 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 Cái cành này, cái cây này gần năm này các bạn ạ. Các bạn thấy không? Cây bé tẹo thôi. Nó đang phát triển rất là đẹp các bạn. Rất là nhiều lá mới, lá non. Mấy cây này toàn Sapa hết các bạn. Đây. Còn đây là cái cây hồng mình mua, cái cây hồng dễ trần các bạn nhé. Trước mình mua 15.000 một cây hay sao? 15 hay 10.000 một cây ấy. Mình mua mấy tháng, 3-4 tháng rồi đấy các bạn. Thì nó mới đầu phát triển đấy các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Ở dưới gốc của nó đang lên hai cái mầm các bạn. Một cái mầm. Đây. Cái này chắc chắn 100% tầm xuân các bạn. Những cái hồng dễ trần các bạn nhé.
là họ ấy dâm cành tầm xuân này, sau đó họ ấy ghép cái mắt của hoa hồng vào các bạn, ghép các loại hồng, hồng ngoại, hồng nội rồi các loại hồng vào cái cành tầm xuân các bạn. Đây, cắt bớt lá đi các bạn dễ nhìn. Đây, đây như đây là một cái mầm các bạn nhé, đây là mầm nó mọc ra từ dưới gốc. Đây, đây các bạn nhìn không? Đây là cái mắt ghép các bạn nhé, mầm nó phải từ ra từ cái mắt ghép ấy thì mới gọi là đúng hồng mình loại mình mua, còn ra dưới cái mắt ghép là toàn tầm xuân hết các bạn để ý. Đây, đây chính là cái loại hồng, đây là hồng ngoại các bạn, mình quên mất tên rồi, nó chưa ra hoa mình quên mất tên rồi. Đây mình quay gần cho các bạn xem. Đây, mầm rất là đẹp các bạn nhé, cái mầm nó ra từ mắt ghép các bạn thì nó đúng là cái loại hồng ngoại ghép mắt, nó đúng là loại cây không phải là tầm xuân các bạn. Đây, còn cái mắt dưới này các bạn 100% tầm xuân này, cắt bỏ đi các bạn để ý nhé, những cái mắt nào mà nó, những cái mầm nào nó ra không phải từ chỗ mắt ghép ấy thì các bạn cứ cắt bỏ hết, toàn tầm xuân đi các bạn. Tầm xuân nó mà mọc thì nó mọc cực kỳ nhanh các bạn ạ, nó phát triển rất là nhanh, nó ăn hết chất dinh dưỡng của cái cây kìa. Nếu các bạn mà mua cái hồng mắt ghép thì các bạn để ý đây, tầm xuân. Còn cái mầm này đúng của cây rồi các bạn. Trồng được một cái cây hồng dễ trần cũng rất là lâu các bạn. Mua 10.000 cây nó rẻ thật đấy, nhưng mà để chăm thành một cây đẹp thì nó phải tính vào vài năm các bạn. Video mình đến đây là hết, xin chào các bạn.